Hội đồng Nhân dân thành phố đã có quyết định 97 thông qua và bổ sung các đối tượng được hỗ trợ đợt bà. Mức hỗ trợ 1 triệu đồng một người với tinh thần chi nhanh nhất, không bỏ sót, không trùng lắp, khi nào người dân sẽ nhận được tiền. Có khoảng 7,3 triệu người đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh được nhận tiền hỗ trợ. Các quận huyện đang khẩn trương thực hiện các bước giả soát để có danh sách chính thức. Theo nghị quyết thành phố sẽ không hỗ trợ cho người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8 năm 2021. Để tách lọc danh sách, thành phố đã chủ trương ứng dụng phần mềm và giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghệ phần mềm Quang Trung (QTSC) lập các nhóm nhanh chóng giả soát, đối chiếu và tách lọc danh sách được nhận hỗ trợ. Về quy định thì các phường, xã, thị trấn sẽ gửi danh sách về QTSC để giả soát, đối chiếu và tách lọc theo 3 nhóm danh sách. Danh sách những người không hưởng lương tháng 8 năm 2021, danh sách những người đang hưởng lương tháng 8 năm 2021, danh sách còn thiếu dữ liệu nếu có. Hiện nay, nhiều quận huyện đã hoàn tất việc đổ danh sách và đang chờ kết quả trả về, để từ đó lập danh sách người nhận hỗ trợ chính thức trình Ủy ban Nhân dân quận huyện duyệt kinh phí. Trong đợt hỗ trợ này, quận 4 đã giả soát lập danh sách ban đầu với khoảng 168.000 người và chuyển cho QTSC. Hiện nay thì một số phường xã đã nhận kết quả trả về nhưng vẫn còn nhiều lỗi kỹ thuật đang cần phải khắc phục. Ông Lê Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 4 cho biết, tại quận 10 danh sách ban đầu quận đã chuyển cho QSTC Trích Lọc là khoảng 155.000 người, còn tại Bình Thạnh, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận đã gửi danh sách giả soát ban đầu của khoảng 380.000 người cho QSTC để trích lọc. Hầu hết các quận huyện đều đang chờ danh sách do QSTC trích lọc và trả về cho từng phường xã. Tuy nhiên, theo phản ánh từ các quận huyện, việc ứng dụng phần mềm đang gặp không ít khó khăn. Có nhiều trường hợp thông tin người dân cung cấp không trùng khớp với thông tin trên hệ thống. Cụ thể là thông tin của nhiều cá nhân tại cơ quan bảo hiểm xã hội là chứng minh nhân dân, nhưng khai báo của người dân lại là căn cước công dân nên danh sách người đang hưởng lương tháng 8 năm 2021 theo cơ sở dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội được lọc ra chưa đầy đủ. Danh sách người đang hưởng lương tháng 8 năm 2021 được ra soát dựa trên danh sách người đang đóng các khoản bảo hiểm xã hội tháng 8 năm 2021, ngầm hiểu rằng người dân đang được doanh nghiệp, công ty đóng bảo hiểm xã hội, nghĩa là vẫn đang được trả lương. Tuy nhiên hiện nay phát sinh nhiều trường hợp người dân vẫn đang được công ty, doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ nhưng lại không được trả lương. Đây là thỏa thuận giữa người dân với doanh nghiệp để việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không bị đứt đoạn ảnh hưởng đến quyền lợi về sau. Ngoài ra còn có những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tự đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng để về già hưởng lương hưu. Nhiều người thất nghiệp đã lâu nhưng vì bảo hiểm xã hội vẫn ghi nhận đóng tháng 8 nên họ sẽ được phần mềm tách vào diện đang được trả lương tháng 8 năm 2021, đại diện một phòng lao động thương binh và xã hội chia sẻ. Cụ thể, năm nhóm được hỗ trợ. Theo nghị quyết hội đồng nhân dân thông qua, đợt 3 sẽ có năm nhóm đối tượng được hỗ trợ gồm: thành viên trong hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đang gặp khó khăn, người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn do bị mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài đang thực tế có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Người phụ thuộc vào đối tượng 2 gồm cha, mẹ, vợ chồng, các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Chồng, mẹ, vợ chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ của người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được doanh nghiệp trả lương vào tháng 8 năm 2021 có hoàn cảnh thật sự khó khăn, đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn nhóm 4. Người lưu trú trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách và có mặt trên địa bàn. Nghị quyết này quy định hỗ trợ cho 5 nhóm đối tượng, bao gồm 1. Thành viên trong hộ nghèo, hộ cận nghèo Người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đang gặp khó khăn. 2. Người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn do bị mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, đang thực tế có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Thứ ba, người phụ thuộc của đối tượng 2 bao gồm cha, mẹ, vợ hoặc là chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn. 4. Cha, mẹ, vợ hoặc là chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ của người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8 năm 2021, có hoàn cảnh thật sự khó khăn, đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn. 5. Người lưu trú trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn, trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách và có mặt trên địa bàn. Theo nghị quyết, thành phố Hồ Chí Minh sẽ không hỗ trợ cho người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8 năm 2021. Mức hỗ trợ 1 triệu đồng một người từ ngân sách thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chi trả một lần. Việc chi hỗ trợ phải đảm bảo nguyên tắc chi đủ, chi đúng, không bỏ sót, không trùng lắp, không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú công khai, minh bạch, thuận lợi về thủ tục cho người thụ hưởng nhưng không lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân. Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo triển khai ngay công tác chi hỗ trợ cho các nhóm đối tượng. Trước đó, theo thống kê của các quận huyện và thành phố Thủ Đức, trong thời gian tới, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ có gần 2 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn với hơn 6 triệu 400.000 nhân khẩu, người đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh thật sự khó khăn. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, số lượng người hỗ trợ dự kiến là 7.347.116 người. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn khẩn trương giả soát, đối chiếu, xét duyệt danh sách trình Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức thẩm định, phê duyệt, cập nhật số liệu cuối cùng đưa vào kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện. Nhóm được xét nghiệm real-time RT-PCR mẫu gộp với tần suất 7 ngày một lần, Ngoài học sinh, giáo viên, nhân viên tại trường học, còn có nhân viên y tế và bệnh viện điều trị nội trú tại bệnh viện. Cán bộ công nhân viên các đơn vị thường xuyên lưu trú đông người như doanh trại quân đội, công an, trại giam. Nhân viên, người phục vụ sân bay, bến xe, bến tàu, ga, đường sắt được test nhanh kháng nguyên mẫu gộp tần suất 3 ngày một lần. Tại các giờ đầu mối, chợ dân sinh, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhóm nhân viên, tiểu thương được test nhanh kháng nguyên mẫu gộp tần suất 3 ngày một lần. Riêng lái xe, phổi xe hàng sẽ được test nhanh kháng nguyên mẫu gộp cho toàn bộ người theo xe mỗi ngày. Tại bệnh viện, bệnh nhân trước khi vào khám sẽ xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên mẫu đơn. Lực lượng thường trực tại các chốt giao thông, lực lượng shipper giao hàng được test nhanh kháng nguyên mẫu gộp từ 1 đến 3 ngày một lần, tùy theo đặc điểm dịch tễ tại khu vực. Khối cơ quan hành chính sự nghiệp, khu công nghiệp, các đơn vị sản xuất doanh nghiệp, toàn bộ công nhân viên xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên mẫu gộp. Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xét nghiệm thần tốc đến ngày 30 tháng 9 nhằm phát hiện các ca mắc mới trong cộng đồng, đồng thời thực hiện lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới. Theo đó, các vùng đỏ, vùng cam sẽ lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên đơn toàn bộ cho người dân, tần suất lấy mẫu lặp lại 2 ngày liên tục 3 lần trong 7 ngày. Tại vùng xanh và vàng nguy cơ thấp, xét nghiệm nhanh kháng nguyên đơn cho mẫu đại diện hội gia đình. Trong đó, mẫu đại diện đợt sau phải khác với mẫu đại diện ở đợt trước, ưu tiên chọn người chưa tiêm vaccine, có tiếp xúc nhiều, không chọn người đại diện đã từng là F0 về kết quả xét nghiệm thời gian qua sở y tế thành phố cho biết tỷ lệ phát hiện dương tính giảm mạnh qua các đợt lấy mẫu